Chồng của em mê game quá, sáng chơi chưa chơi, chiều chơi tối chơi, mà đêm cũng chơi luôn. Cũng như là ưu điểm ít quá. Ưu điểm ít quá hả? Ưu điểm gì nữa? Thì khuyết điểm á. Trời ơi, khuyết điểm là ưu điểm ít. Thôi rồi, chắc còn dâm bên đơn luôn. Không dễ thương quá vậy trời. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời em ngồi. Bây giờ thì hai bạn chỉ đối diện cách cái hàng rào tình yêu có 1 mét thôi. Nói lớn cho nhau nghe để chúng ta cảm nhận về nhau trước khi chúng ta gặp mặt nha. Mời nhà trai. Em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi em. Chị Ngọc Lan. Em xin gửi lời chào trân trọng và yêu thương đến những người bạn ở cạnh bên ạ. Thôi rồi. Lời chào trân trọng yêu thương luôn. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Phương. Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm mấy Phương? Em sinh năm 86. Rồi bây giờ em làm công việc gì là chính nè? Em đang làm công việc nhân viên văn phòng. Nhân viên phòng ở công ty cổ phần trục vớt và nạo vét Tân Cảng. Trước đây thì em học công nghệ thực phẩm, trường đại học công nghiệp. Bây giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Dạ em ở Bình Chánh, gần chợ đầu mối Bình Điền ạ. Bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Đầu tiên em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Quyền Linh ạ. Em tên là Nguyễn Thu Thảo. Em 34 tuổi, sinh năm 90 ạ. Hiện tại thì em kinh doanh tự do và là KOL. Là livestream cho các nhãn hàng nữa ha. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ thử thách em livestream được không? Dạ được. Đây có một cái bình hoa đó, set up sẵn cho em luôn. Đó em làm xăm xeo bình hoa này đi. Giá nhãn hàng đưa ra là 300.000. Giá trên deal TikTok giảm còn 200.000. Đó em like đi. Ngày hôm nay Thảo giới thiệu cho mọi người đó chính là một sản phẩm mà giúp cho chuyện tình yêu của mình nó sẽ được thăng hoa hơn. Thì không thể kể đến là đó hoa hồng. Và ngày hôm nay Thảo sẽ lên trên live stream và chia sẻ cho mọi người đó chính là bó hoa hồng ở trên tay của Thảo đây nha mọi người ơi. Người ta thường hay nói là 99 đóa hồng là thể hiện về tình cảm, tình yêu đúng không ạ? Thì bình thường á, nếu như để mà nói về cái giá trị của bó hoa ấy, thì không thể nào nói hết được. Nhưng mà ngày hôm nay Thảo sẽ lên tri ân cho cả nhà mình, cũng như là tri ân cho tất cả những cặp đôi nào mà đang yêu nhau trong cái tháng 3 này, vẫn còn tháng 3 nha. Nếu như tình yêu nào, những anh chị em nào mà mình yêu, người yêu của mình chưa kịp tặng bó hoa, thì ngày hôm nay Thảo tri ân cho cả nhà mình này. Giá bình thường là 300.000, nhưng mà trong cái tháng 3 này Thảo lên cho cả nhà mình với giá là đầu like là 200.000. Nên là nếu như anh nào mà tháng 3 vừa rồi mình chưa kịp mua quà để tặng cho người yêu, thì hôm nay mình mua luôn để mình, để Thảo tri ân cho mọi người nha. Anh Thảo mời cả nhà mình chốt đơn ạ. Rồi qua mã em ơi, qua mã em ơi. Vâng, nói đến hoa rồi đúng không ạ? Nói đến hoa thì không thể nói đến sản phẩm về làm đẹp đúng không cả nhà? Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ là chưa biết dùng đến sản phẩm của nhà Lululun thôi nha cả nhà ơi. Và bây giờ Thảo lên cho cả nhà mình đó chính là em mặt nạ đúng không ạ? Mình tặng hoa cho bạn gái của mình rồi. Lấy luôn cho Thảo cái set mặt nạ đấy đi, để về dạ. Người yêu của mình, vợ của mình cũng như là bạn gái của mình dạ. Giá bình thường đang là 200.000. Nhưng mà bây giờ này Thảo chiên cho cả nhà mình là gì ạ? Mua một tặng một, vợ một cái đúng không ạ? Vợ một gói này, chồng một gói là đắp luôn nha. Rồi Thảo mời mọi người chốt đơn ạ. Rồi, supply. Mua nhiều quá supply. Cụ lành quá rồi. Ngoài cái công việc văn phòng ở công ty, em có trả thêm GrabCar, bán online thêm hải sản. Bán online hải sản nữa, sao em giỏi vậy? Chợ đầu mối Bình Điền. Vừa làm văn phòng, vừa chạy GrabCar, vừa bán online. Trời ơi. Khi có thời gian rảnh thì mới chạy thôi. Online thì cái đó là xe riêng của mình đó đúng không? Dạ xe của mình luôn hả? Thảo là đang ở đâu cưng? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Vậy là hai bạn thuận lợi lắm á. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì em trai? Ưu điểm thì em được cái là vui vẻ, nhiệt tình, dễ hòa đồng, hài hước. Có khuyết điểm gì không? Ví dụ như là ưu điểm ít quá. Ưu điểm ít quá hả? Còn ưu điểm gì nữa? Thì khuyết điểm á. Trời ơi. Khuyết điểm là ưu điểm ít. Vậy là khuyết điểm nhiều hả? Khuyết điểm của em là còn hơi nhút nhát, rụt rè trước đám đông. Mà nhà gái? Ưu điểm là thích nấu ăn, thích làm việc nhà, cũng thích hát. Nói chung là em vui vẻ hòa đồng đó. Còn nhược điểm thì em thấy là em không có cái nhược điểm nào hết á. Được, tự tin vậy được. Nhà gái tôi là không có nhược điểm luôn. Bên đây cũng ít nhược điểm lắm. Rồi mình nói về tình duyên đi ạ. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi, nói cho nhà gái nghe nào. Chia sẻ thiệt lòng là em đã có 2 mối tình. Cái mối tình đầu tiên và chính thức của em á, hẹn hò sống chung 4 năm. Sống thử chứ hôn nhân á hả? Dạ không, kết hôn đàng hoàng. À có kết hôn, à là em có vợ rồi. Dạ. Có con chưa? Dạ có, được một bé trai năm nay 11 tuổi. Rồi hiện nay bé trai ở với ai? Hiện tại bây giờ bé trai đang ở với mẹ. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ mới có 8 năm mà. Sao mình ly hôn? Em không chịu ly hôn đâu, mà tại vì cô ấy
đòi ly hôn cho bằng được thì em phải chấp nhận thôi. Nhưng mà em thấy em có thiếu sót gì của em mới... Dạ chào chị. Sau khi ly hôn xong rồi thì hai người mới công khai thì em mới biết là cô ấy đã có người khác. Thật ra có thể mình có một khuyết điểm gì nào đó mà mình chưa biết thôi. Cái khuyết điểm của em chắc có thể là do khi đã là của nhau rồi thì em không có dành tình cảm giống như hồi mà còn mới quen nữa. Đó. Do một phần là do cái tính chất công việc của em. Em làm khi đấy em còn làm bên chất lượng thực phẩm. Em đi sớm em về tối 11-12 giờ rồi. Em vô rồi em chỉ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ rồi em pha sữa cho con. Rồi không đi ngủ. Quan tâm cô ấy. Đi ngủ thì cô ấy đã ngủ rồi. Chắc có thể vì vậy mà cái tình cảm nó phai nhạt đi. Không phải chắc gì vậy nữa mà nó là chắc chắn. Nhưng mà là như vậy. Về bản thân của em thì cuối tuần hay ngày nghỉ em vẫn dở hai mẹ con đi siêu thị, đi shopping đầy đủ. Nói chung là về cái thiếu sót của em có thể nói là không có đáng để... Không đáng đó. Không có đáng để ra tòa. Không, thật ra đáng đó. Cái này không phải lỗi của em. Dạ. Mà cũng là lỗi của em. Không phải lỗi của em, tức là em phải lo công việc để có tiền mưu sinh gia đình. Dạ. Còn lỗi của em là vì quá mệt mỏi khi về nhà không quan tâm cô ấy. Nói chung là lúc đó thì bạn ấy cũng không nhận ra rằng là mình bị thiếu cái sự quan tâm dẫn đến cái tình cảm nó bị phai nhạt. Nhất quyết là phải rút kinh nghiệm dạ, ha. Dạ được ạ. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với nhà gái nào. Đường tình duyên nhà gái thì sao? Em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Em có hai bé, một trai một gái và hai bé đang ở cùng với em luôn. Bé lớn là 10 tuổi, bé nhỏ là 7 tuổi. Nguyên nhân nào tụi em ly hôn? Ly hôn là bởi vì chồng của em mê game quá. Sáng chơi, trưa chơi, chiều chơi, tối chơi mà đêm cũng chơi luôn. Anh ấy không lo cho cuộc sống cho gia đình thì có chồng cũng như không thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Đó là những cái gì mà chúng ta đã trải qua và nó cũng là một cái bài học để cho chúng ta áp dụng trong cái chặng đường sắp tới của mình ha. Rồi, nói về tương lai đi. Nhà gái mong muốn có bạn trai như thế nào? Thứ nhất là trưởng thành một chút xíu. Thứ hai là biết quan tâm. Và thứ ba là yêu thương hai đứa con của em giống như là con của bạn đấy. Không được quá thấp lắm nha mọi người. Cái quan trọng nhất là cái khi mà mình gặp nhau lần đầu, cái cảm nhận đầu tiên mình cảm thấy hợp thì là mình sẽ cho nhau cơ hội. Nhà trai thì sao? Mong muốn có bạn gái như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng và biết quan tâm đến gia đình. Những cái gì mà nhà gái đặt ra em thấy là mình có thể đáp ứng được. Dạ được. Đặc biệt là việc là yêu thương con của cô ấy. Dạ được. Thật ra tôi nói bằng mối nghe nhà trai tôi rất tình cảm luôn. Hiền lành, chất phác. Hiền mà. Rất là gọi là cố gắng đó. Chắc chắn là em cũng sẽ thương con cô ấy. Và bản thân em cũng mong muốn điều ngược lại như vậy. Kỳ này là em cố gắng làm gì làm mà cũng phải quan tâm đến cái người bên cạnh. Đúng rồi, nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với một người chị. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Thằng em nó cũng dễ thương lắm. Lo làm, cứ không có thấy ăn chơi gì hết. Thì bạn gái bên này thì chị thấy là rất là dễ thương, lanh lợi. Kinh doanh rồi giỏi thì đó là một cái hậu phương vững chắc cho em. Cảm ơn chị. Nhà gái hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với bạn em. Chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Bản thân em thì em thấy chị Thảo là một người biết quan tâm, biết tự lập và sẽ không phải là một người quá là dựa dẫm. Tuy nhiên thì em thấy là chị ấy sẽ cần một người đàn ông sẽ để ý đến những cái điều nho nhỏ thôi. Và ở đây sự quan tâm không chỉ là mỗi chị mà là hai đứa con của chị. Thì anh có tự tin để anh có thể làm điều đấy với chị và hai người con của chị hay không? Có tình cảm với mẹ rồi thì mình phải thương hai đứa con. Tuy chuyện này thì anh nghĩ là mình làm được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Được, em cảm ơn. Đây em, dạ em cũng có món quà em tặng cho anh. Tặng cái gì nói lớn lên coi. Khui ra mới biết chứ. Khui ra mới biết đó, nhà gái khui đi. Đây em tặng anh xem. Dạ vâng, em khui nha mọi người. Bất ngờ lắm mọi người. Em nhìn thấy em cũng bất ngờ lắm mọi người. Vâng, em cảm ơn anh về món quà nhá. Cũng là hoa, nhưng mà nó lạ lắm. Dạ đúng chuẩn hoa đồng tiền đấy ạ. Ra đây, ra đây. Anh cảm ơn. Dạ, nước hoa. Ví dụ như là để anh có đi đâu thì anh xịt nước hoa lúc nào em cũng ở bên anh đó. Dạ. Xịt thử luôn. Thôi rồi, cát tùm lum hết trơn luôn. Bác dễ thương quá vậy trời. Cái mùi nó rất là tuyệt vời ạ. Mời hai bạn về vị trí nào, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Chúng ta cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu gặp gỡ như thế này?
À, trước tiên cho anh hỏi một câu ha, em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Dạ thôi mình cứ sau chương trình đi anh ạ. Dạ nếu ví dụ như là sau chương trình mình đến được với nhau thì không cần được số điện thoại, mình biết đi luôn địa chỉ anh ạ. Không, còn nếu như mà không, ý anh là hộp thư đến của em còn trống những tin để anh gửi vào đây những dòng chữ đượm tình để mai này đây tất cả sẽ phai nhòa, chỉ còn lại đây vài dòng thơ làm kỷ niệm. Dạ trời ơi, nếu anh Quyền Linh có hay, xin vui lòng cho em nhắn gửi một lời thôi, xin hãy nhắn giùm em. Nếu biết rằng yêu Thảo là có lỗi thì suốt đời này em mãi là người yêu có lỗi với Thảo anh ơi. Trời ơi, cái này bị khựng lãng mạn quá nha, vô cái lập thơ liền luôn hả? Em có suy nghĩ về chuyện tiến xa hơn cho cái chuyện của mình không? Nếu như ví dụ quen nhau á mà trong 3 ngày mà không nhắn tin, không liên lạc á, là em coi như người đấy không tồn tại luôn. Đối với em thì không có thể làm được. Dạ. Ví dụ trong trường hợp mình đến với nhau á thì mình sẽ ở chung gia đình hay như thế nào anh? Nếu em không ngại cái việc làm dâu ở chung nhà thì mình sẽ ở chung gia đình. Hiện tại thì anh đang sống với bố mẹ. Nếu như em ngại sống cùng với gia đình á thì mình có thể đi ra ngoài ở riêng. Ở bên ngoài thì bây giờ thì chưa có nhà riêng, nhưng mà anh có đất riêng thì mình có thể xây nhà mình sống riêng. Cũng ở Bình Chánh luôn hả anh? Đúng rồi, ở Bình Chánh luôn. Dạ. Mình tiến tới gần chút xíu nữa, mình nói chuyện gần xíu nè. Về cái quan điểm của anh á, là nếu được thì mình cũng nên có ít nhất một đứa con chung. Em thì được cái là em rất thích trẻ con. Em là thích đẻ nữa, thích sanh nữa. Là chỉ lo là anh không nuôi được mấy mẹ con thôi, chứ còn đẻ mấy đứa em cũng đẻ được. Nuôi thì anh sẽ nuôi được. Dạ. Còn về cái đầy đủ dạ. như người ta thì anh không hứa, nhưng dạ. mà nuôi thì anh vẫn nuôi được. Dạ. Thì anh thấy em là một cô gái rất là năng động. Em giỏi giang, một mình mà em có thể chăm lo hai đứa nhỏ như vậy á thì rất là giỏi. Đó là bản thân mình là một người đàn ông chưa hẳn mình làm được chuyện đó đâu. Nói chung là như cái nhìn đầu tiên thì anh rất có ấn tượng đối với em. Dạ. Thôi như vậy được rồi, bây giờ mình hát một Vẫn Nắm Tay Thế, nhìn thẳng vào nhau mà hát cho nhau nghe để ta đưa ra những quyết định cho chính xác ha. Thôi em hát một đoạn nha, em cũng không nhớ cái bài hát đấy là bài hát gì, nhưng em hay hát bài hát đấy thôi. Cùng anh đi muôn nơi là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay em đưa ra tựa là ánh nắng lấp lánh. Kia không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta. Vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy, một điều xa xôi ta thề nguyện qua rồi. Các bạn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Sẵn sàng chưa? 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Anh có thể cho biết một chút lý do nào đó. Mọi thứ anh đều ok, nhưng mà cái quan trọng của em đó là cái cảm nhận đầu tiên. Em cảm thấy rằng là anh chưa phù hợp với em. Thôi thì không có duyên, có nợ, là bạn với nhau. Bắt tay nhau một lần nữa nào. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép riêng cho mình. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà em vẫn biết đường về nhà. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em thì nói chung là tự chọn thì em đưa ra rất là chí. Ví dụ như là bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên. Nặng thì tầm khoảng 47kg. Đó. Thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là tức là cái người phụ nữ đó là họ phải thật lòng, phải chân thành. Yêu là yêu tới chết thôi, chứ không có đứng lúc này trong lúc nọ thì em thích. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Khi nào chết hết yêu chị. Còn em thì sao? Em à? Đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ cái gì nói đấy. Rồi sao nữa em, nói có hết lòng người, mình đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Nói chung là bởi vì em cũng được 1m65 cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7. Tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng. Đi làm rồi chị. Đi làm rồi. Dạ. Vậy là cái mối tình đó là chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay?
Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống, với lại do bạn đó với em mà quen xa. Ồ, dạ. Vấn đề là quen xa đúng dạ, không? Dạ, dạ. Ôi, quen xa là một cái vấn đề mà rất là gọi là nguy hiểm ha, xa mặt dạ. cách lòng. Nhưng dạ. mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn dạ. bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ em ở Thủ Dầu Một chứ không có hả? Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không, không Linh? Nói chung là tình yêu thì ở đâu cũng đến được. Cho nên thí dụ như ít hay nhiều thôi. Tình yêu bất chấp cây số. Dạ. Tình yêu có khoảng cách chỉ từ trái tim đến trái tim thôi. Không có cây số nào cả. Ông nói gì? Thí dụ giờ ông ở bên nước ngoài rồi sao? Đâu có sao, nhiều người vẫn yêu nước ngoài về Việt Nam. Thời điểm này đâu được về đâu. Cũng đâu có sao đâu. Tôi phải gây với ông. Tôi thích gây với ông vậy đó. Ừ. Về sao? Sao về được? Về rồi cách ly 14 ngày chịu không? Chịu luôn. Trời ơi. Cách ly 20 mấy ngày cũng chịu luôn. Bây giờ ta ở Bình Dương với Sài Gòn ta gần xịt đi mà cứ xa xôi gì. Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ. Nè, nghe ta yêu xa người ta chia tay kìa. Cái chuyện đó ngày xưa bây giờ không có đâu. Sẽ. Dạ. Em thấy cũng hợp lý. Cái khoản nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc. Tốt rồi, vậy dạ. Tốt rồi. Dạ, em nghe thì em cũng chấm được mấy khoản. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À, nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là không khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. À, cái khoản này em an tâm, anh là rất là thoáng à. Thoáng đúng không? Dạ, được chi tiêu bao nhiêu đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. Không, mình thoáng là mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mình cũng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có 2 mối tình rồi. 2 mối, mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi em họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quá em rút. Dạ. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chứ. Bây giờ thiếu gì cách để người ta gặp nhau, đúng không em trai? Dạ. Nói chung là mình ít gặp nhưng mà mình mỗi lần gặp thì mình tạo cho đúng bạn rồi. Một cái ấn tượng mình gì đó. Mình ít gặp nhưng mỗi lần gặp là có ấn tượng. Mỗi lần gặp là để cho nhau một kỷ niệm đẹp. Đó, em phải nói lớn lên, ăn to nói lớn và em khẳng định những cái điều mà để cho bạn gái yên tâm là tại vì đó, cái trường hợp bên đây người ta chia tay nhau cũng yêu cũng lâu ạ. Nhưng mà vì yêu xa thành ra là đi đến việc chia tay nhau. Tình yêu không đó là cái điều không ai muốn lớn thôi. Em nghĩ là bạn nữ chắc có lẽ là còn trẻ thì cái tình yêu đó chưa đủ lớn cho nên rồi. Ví dụ như thời điểm bây giờ bạn lớn thêm chút nữa thì bạn nếu như bạn nghĩ sâu hơn nữa thì có thể bạn vượt qua được cái vấn đề đó. Vậy còn tình yêu của em Hồng Vân với Lê Tuấn Anh hồi xưa đó, người Thái Lan người Việt Nam đêm nào cũng gọi điện cho nhau đó, cũng yêu nhau vậy có gì đâu. Ủa mắc cười quá ha, trời ơi, ta nói những cái gì về chương trình thôi, nó moi mất cái chuyện riêng tư đời tư của người ta. Đó, mắc cười quá đó. Tại tôi chứng kiến cái chuyện yêu xa đó, tôi nhắc lại cho nghe. Đi yêu ông ở Thái Lan có 1 tuần nè quý vị ơi, ở chung với ông Quyền Linh chứ đâu xa xôi gì, 1 tuần lễ thôi. Còn đây ta ở năm này qua tháng nọ. Em ơi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 1 mối tình thôi chị. 1 mối tình? Mà mối tình không dài lắm. Chỉ trong vòng khoảng tầm khoảng em nhớ là tầm 4 tháng. Được 4 tháng thôi. Dạ. Mà lâu mau rồi, cái đó là chắc chuyện này là yêu là cưới không? Em quan điểm của em là em tìm người để đi cùng em tới hết đời chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Đúng và để em đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị, còn râu ri thì cũng 1 vài. Trời ơi. Cái mấy mối tình chính thức là mình quen được bao lâu, là tại sao mình dạ chia tay? Dạ thì mối tình đầu tiên của em là thời đại học á, thì sau khi ra trường thì bạn nữ em học ở ngoài Khánh Hòa đọc đi sáng chị, thì sau khi ra trường thì bạn nữ là người Nha Trang, thì em thì sẽ vào Sài Gòn. Ta mặc cách lòng ha. Dạ. Rồi. Thì cái mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn cái mối tình gần đây còn nhất cái là mối lý tình do sao mà mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm.
thì cái người thử đó là ở Quảng Hải á. Nói chung là cũng có những cái điểm đẹp cho chị, có những cái điểm nó không có hợp. Và cô ấy là em sống theo cái lối sống quá áp đặt. Em có thích cái sự gò bó như vậy, cái gì phải toán xíu rồi chia tay luôn. Dạ, thì cái đó chưa là cái nguyên nhân chính, mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy nào. Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Hơn 7 năm, yêu có 4 tháng rồi. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa. Nói chung là thật ra là cũng buồn, nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu nó có đúng không nha, khi mà em chia tay mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng cũng được, tạm được thôi, chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng Hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói chị Hồng Quang á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế, ví dụ như mình có 500 triệu, có thể mình ở trọ, nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu để mình đi làm cái việc khác. Đúng. Nó có thể tốt hơn. Còn ví dụ như mình có gia đình, có con rồi á, ví dụ sau này về mình mua, đúng vậy. Okay. Anh Linh đi Giang vậy đó, em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Hồi đó đi ở trọ không, xong rồi á gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Em để chị hỏi bạn gái. Yeah. Em nghe tâm sự em thấy làm sao? Yeah. Cái quan điểm mà như chị như bạn nói có đúng không? Có nghĩa là bây giờ cô ấy có công việc ở ngoài, là cô ấy về để từ đó là bây giờ đợt này em định là lập nghiệp ở đâu, bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Dạ ở đây. Ở đây. Ủa em định lập nghiệp ở đâu? Thôi hiện tại em đang làm việc ở đây thì em ở đây luôn. À, không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Thì già mà tính. Ủa, em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7", bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Chỗ bên đây cô cao lắm nha. Em mang giày cao gót. Em mang giày cao gót được hả? Là lên mét bẻ liền. Lên mét bẻ luôn. Trời ơi, nấu ăn còn được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Giới tính là men, chăm chăm. Bây giờ em bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Nói chung là em thì cũng lớn rồi, 30 rồi. Thì em cũng có con có cái từ mới rồi. Thì em cũng là học tập. Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì cái phần đám cưới thì mẹ em chuẩn bị. Mình vô đây bao nhiêu lâu rồi? Em thì vào đây là từ năm 2002. Cũng được 6 năm rồi mà chưa có những coi công việc ổn định chưa? Dạ công việc của em có dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút. Có gì dự định chừng nào là theo chị thấy là nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước để mở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn nói là như vậy. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến khi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp với em không? Dạ phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Em chắc cũng chung người. Chung người đúng không? Dạ chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m70. Cao như vậy. Da nước da sao? Ngâm ngâm không thích trắng đúng không? Trắng thì dạ, gia đình nhà gái cho đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Bây giờ bà cũng xa quá trời là bà mối kỹ ghê rồi. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nhưng mà em quan trọng nhất là cách cư xử. Còn nó quan trọng. Dạ, còn mọi vấn đề, ví dụ như bạn xấu có thể nó sang làm được. Không có vấn đề gì cả. Không, xấu là làm được.